Sáng nay tại Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Thường niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế và Hội nghị giữa năm của Liên đoàn Giao nhận Vận tải ASEAN. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 14 đến 15 tháng 7 với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương và đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics quốc tế và trong nước. Tham dự hội nghị về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị tập trung thảo luận về những thách thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực giao nhận vận tải vào năm 2023, những vấn đề quan trọng của sự phát triển logistics khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nỗ lực của Việt Nam để trở thành trung tâm vận tải và logistics mới của châu Á. Hội nghị đã tập trung trao đổi thảo luận chuyên sâu các chủ đề, tạo thuận lợi hóa thương mại cho vận tải xuyên biên giới, đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong ngành logistics. Ngoài các chương trình nghị sự quan trọng, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm kết nối giao lưu doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được cam kết, tạo ra cơ hội phát triển của các doanh nghiệp logistics vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa đang mở ra nhiều cơ hội mới, cùng với những thách thức cho ngành logistics, thì sự kiện này chính là cơ hội quý báu để các hiệp hội doanh nghiệp, dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng cùng các nước trong khu vực có dịp để gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics, mở ra cơ hội thúc đẩy xuất nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN với tốc độ tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14 đến 16%. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lập môi trường thuận lợi cho ngành dịch vụ logistics phát triển.